sao đi cho chơi cái chương trình. Coi xong nó nhức đầu luôn á, ám ảnh luôn á. Tại sao tụi nhỏ nó khổ vậy không biết. Thôi mình giúp nó, mình cứ giúp nó sao cho nó bớt khổ thôi. Là đứa nào cũng quá trời nhiều luôn à. Thôi xong thở nổi luôn á. Mình, anh là gần như là anh bị chai sạn trước cái khổ cái nghèo ấy, mà giờ anh chịu không nổi thì tụi em mới bắt đầu lên. Ngày nào cũng vậy chứ, ngày nào cũng thấy hình ảnh vậy chứ đó. Anh gần như là cuộc đời anh đi đâu cũng thấy vậy không vậy đó. Thành ra suốt ngày anh cứ Sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Ám ảnh nó ám ảnh luôn. Thật ra khi mà mình thấy những cái số phận mình ám ảnh bước đầu, sau khi mình chia sẻ được nhiều, mình cảm giác đỡ hơn. Ví dụ như đó, mình giúp nó được phần nào mình đỡ ám ảnh, mình giúp nó mình ám ảnh quá. Còn nhỏ nhưng mà My nói một cái câu mà chú cũng phải suy nghĩ, tức là ai thường ta nói là không cha không mẹ thì không được dạy dỗ đàng hoàng. Mình cố gắng chứng minh cho mọi người thấy là mình không cha không mẹ nhưng mà mình là người đàng hoàng, đúng không con? Dạ. Tại sao con suy nghĩ được như vậy? Tại vì là nhiều người nói là những người mà không có cha mẹ sẽ không được dạy dỗ đàng hoàng ạ. Không có đâu con, chắc một vài người nào đó suy nghĩ như vậy thôi. Lỗi không phải là con, cuộc sống không nên bất công với con và tất cả sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho con. Vấn đề là con phải cố gắng là được. Hương nha. Dạ. Chú tin rằng một ngày nào đó tên Hương của con sẽ được lan tỏa, sẽ được tỏa sáng, sẽ được nhận những tình yêu thương của tất cả mọi người. Quá tội luôn. Đúng rồi. Những cái số phận mà nó khắc nghiệt lắm, nó trong trẻo lắm anh. Con bé thứ hai nó trong trẻo, người nó tinh khiết dễ sợ luôn. Chính vì cái sự tinh khiết của nó cho nên nó làm cho mình cảm giác là mình chịu không nổi. Đúng rồi. Hồng Hoa, tên của con đẹp lắm. Dạ. Nhưng cuộc đời của con không có đẹp gì hết trơn á. Con không có lỗi gì trong cuộc sống này. Lỗi là do người lớn, tên đẹp lắm, nhưng mà trong mỗi góc phòng của con, chú không thấy có cái gì đẹp hết trơn á. Tất cả đều là những mảng tối, tối tăm lắm. Ngôi nhà chỉ có chiếc xe đạp của con và những cái vở cũ kỹ đó. Mỗi tháng chỉ ăn thịt được một vài lần thôi con hả? Dạ. Mỗi buổi sáng đi học, không có gì ăn, con nhìn bạn con ăn. Dạ. Con chỉ nhìn thôi hả? Dạ. Trời đất ơi, mỗi lần mà mẹ lên cơn đó thì Hồng Hoa sợ lắm hả? Dạ, con sợ. Lúc đó thì con mong điều gì hả con? Con mong mẹ hết bệnh. Mong mẹ hết bệnh. Em không thể nói được hết những cái cảm xúc của mình. Thật ra tôi cũng kìm lắm. Nếu như thường á thì chúng ta sẽ không thể nào kìm nén nổi trước những cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng càng nói mình lại càng đau. Chúng ta có những người con, chỉ cần nó khóc một tiếng thôi mình đã đau rồi. Còn bây giờ Hoa có đau, có khóc đi nữa thì cũng không ai có thể dỗ dành Hoa trong những lúc đó. Mình càng nghe mình thấy càng, mình càng nghe mình càng thấy mình chịu nổi. Gương mặt nó tắc tự mà nó trong veo luôn. Đúng rồi, chút xíu mình cho thẳng luôn. Chút xíu là các bạn cảm nhận thế nào các bạn cứ thẳng thẳng luôn. Thấy không? Sao đi chơi cái chương trình. Coi xong nó nhức đầu luôn á, ám ảnh luôn á. Tại sao tụi nhỏ nó khổ vậy không biết. Thôi mình giúp nó, mình cứ giúp nó sao cho nó bớt khổ thôi. Là đứa nào cũng quá trời nhiều luôn à. Thôi xong thở nổi luôn á. Mình, anh là gần như là anh bị chai sạn trước cái khổ cái nghèo ấy, mà giờ anh chịu không nổi thì tụi em mới bắt đầu lên. Ngày nào cũng vậy chứ, ngày nào cũng thấy hình ảnh vậy chứ đó. Anh gần như là cuộc đời anh đi đâu cũng thấy vậy không vậy đó. Thành ra suốt ngày anh cứ đầu. Thôi giúp được gì giúp ha. Các bạn cố gắng chia sẻ luôn. Rồi, làm thân. Uống nhựa Hoa Sen, hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.